Dạ vâng, em xin chào tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Em tên là Trần Hồng Thanh, đại diện bán hàng máy xúc lật liên man tại Việt Nam. Hiện tại trụ sở chính của bên em là nằm ở khu đô thị Văn Phú, Đông Hà Nội. Em xin giới thiệu cho cả quý hàng biết về kho lốp bên bán hàng bên công ty Trần Hồng Thanh 595 tại Việt Nam. Em sẽ giới thiệu cho chi tiết về từng phần nhé, kho hàng bên em nhé. Tại kho hàng bên em thì có hai kho nhé, một kho là tại Văn Phú Hà Đông, kho là ở Gia Lâm Hà Nội. Trước tiên là em sẽ phép là giới thiệu về khu vực là xăm yếm các dòng máy xúc lật Trung Quốc, các chỗ lốp tại Việt Nam đang sử dụng từ 9.0/16, 12.0/16, 20.5/16, 23.5/16, 16/70/20, 16/20/24, 17.5/15, 20.5/15 và 23.5/15, 23.1/16, rất thông dụng và gần như là Việt Nam mình tất cả những xăm yếm lốp là gần như ở tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam đều có. Thì đây là khu vực là xăm yếm rất là gọn gàng ngắn mắt. Tiếp theo đó là em xin giới thiệu thêm là bên em có nhận khẩu thêm mảng về máy xúc đào là đầu kẹp gỗ lắp trên máy xúc đào lắp lên và 140. Thì hiện tại là bên em tầng 2 đang cung cấp đó là máy 55/140, đầu kẹp xoay 360 độ nhé, mở rộng 1.2 đến 1.6 và đến 2m. Đây cái máy ảnh cho em trực tiếp xoay 360 độ với anh nhé, lắp trên các cái máy lắp xúc đào 55 và 140. Tiếp theo nữa là đây là bên bảng xích bọc lốp dành cho các mỏ đá chạm trộn bê tông, dành cho lốp 17.5/25, 20.5/25, loại 23.5/25. Loại xích bọc lốp này thì đây của em sẽ ghi rõ trên này là một công này, ngày tháng sản xuất này, cỡ này, cỡ lốp này, cỡ xích này, mắt này, hàng bảo hành với hàng chất lượng bảo hành nhá, phân rất là rõ rệt, riêng biệt, chi tiết đó. Em quay chi tiết cho quý hàng xem. Tiếp khu vực bên trái em đây là dành cho lốp công trình, lốp xe men xe tải là có đầu kéo này, móc men này, móc thùng này, móc lồng, móc xương này, bên ba chân bên bốn chân. Hiện tại bên em đang cung cấp chính ba dòng lốp chịu tải là đó là Mirever, Vanli và Quixity. Thêm một dòng lốp nữa phân khúc tầm trung đó là dòng Eurex. Thì đây là dòng lốp Mirever, dòng chịu tải. Trên thị trường thì lốp chịu tải của Việt Nam mình thì số lượng không nhiều và các hãng cũng không nhiều. Bên em thì phân khúc chính nhất thì vẫn là làm cái lốp siêu chịu tải dành cho các bác chạy quá tải quá khổ. Đấy thì có thương hiệu Mirever, Vanli cũng ở Việt Nam mình rất lâu rồi. Các loại gai cũng ăn nhá, gai dọc này, gai ngang này, gai hỗn hợp này, gai chân chó này, đó rất là nhiều, rất là có tem mác nhá, tem mác này, đơn vị nhập khẩu này, bảo hành nhá. Bên em bán lốp tải là bên em có bảo hành riêng nhá, bảo hành 30% gai, chống lổ, chống mài mòn, phân khúc rất nhiều hãng, dòng gơ ghét, phân khúc tầm trung dành cho các bác quý hàng, đấy, đuổi đủ cỡ 10, 11, 12, có xăm không xăm. Em giới thiệu qua thêm nữa là một mặt hàng chính nữa là bên em, đó là bên em cung cấp máy xúc lật thương hiệu Le Mans. Đọc như nào thì vàng quý nhớ quý hàng thì biết như thế. Bên em thì ngoài thêm bán máy thì quan trọng nhất là chế độ sau bán hàng, đó là gì, bảo hành, sửa chữa. Và sau bán hàng thì quý hàng cần mua hàng thì mua ở đâu, vậy thì bên em đáp ứng ngoài nhu cầu về máy chất lượng ra thì bên em làm thêm cái mảng phụ tùng tốt một chút để còn yên tâm là mua máy xong là có nơi mua phụ tùng, nhất là xăm yếm và lốp. Thì đây bên em nhập khẩu lốp xúc lật các loại dành cho các mô hình máy từ 0.5 đến 2 khối, lốp 9.0/16, 12.0/16, 20.5/16, 23.5/16, 16/70/20, 16/70/24, 17.5/15. Đấy, nghĩa là xem. Đặc biệt bên em làm thương hiệu độc quyền nhé, một hãng thôi nhé, bên Trung Quốc, đó là hiệu Altai. Với anh viết như nào thì đặt như thế, ở Altai. Đấy ạ, lốp thì
Loại này là bên em là cung cấp loại 18 mũ, bảo hành từ 3 tháng đến 6 tháng, độc quyền tại Việt Nam, chỉ duy nhất công ty cổ phần đầu tư thiết bị 595 cung cấp và phân phối thị trường Việt Nam thôi ạ. Thế là khi khách hàng mua máy trúng lật thì chúng em có thể là được khách hàng được chúng em bên công ty là tặng lốp này. Khách hàng muốn mua máy thì chúng em sẽ tặng kèm lốp, hoặc là khách hàng muốn sửa chữa máy móc công trình nhà mình hạn thì có thể là tham khảo cái dòng lốp Alta chúng em. Thế đây thì em quay chi tiết có lốp trúc lật bên mình các mã khuyên nhé, em quay chi tiết các mã các gai 17.5/5 này, 20.5/5, 23.5/5, bên em đều có cả. Quý hàng mua mà mua hàng nhé thì em xin phép là lưu ý là quay hàng mua đúng nguồn hàng, tìm đúng nơi đúng chỗ mua, tránh là gì, tránh là mua phải hàng kém chất lượng đó. Tại vì sao Việt Nam mình thì cũng có rất nhiều đơn vị nhập khẩu, nhưng mà các bác tìm được đúng nguồn hàng rất là khó. Cho nên là em làm một video này để muốn gửi đến thông điệp đến tất cả các anh chị quý hàng trên toàn quốc và tất cả các admin của các nhóm trang mạng xã hội ấy, thì là hãy duyệt bài của em để được mọi người biết đến là gì. Ở Hà Nội, ở Việt Nam có một nhãn máy xúc lật, đó là Lehman, và có thứ hai là phụ tùng xúc lật, thì có công ty đấy cung cấp phụ tùng lốp công trình, máy công trình, xăng biến công trình để phục vụ chế độ xăng bán hàng của nhà em. Quay bọn em thì bên em như này, cung cấp ngoài cái lốp xăng biến ra thì em nhập khẩu thêm cả lốp đặc chủng nhá, dành cho xe lu này. Em quay cái lốp xe lu, xe chui hầm nghe nhá, lốp xúc đào cũng có nhá, lốp xe lưng cũng có nhá, nghe nhá. Đấy, lốp xe lu lốp thẳng, kể cả lốp hàng tư bản em cũng có một số mã của hàng tư bản nhé. Quý hàng xem chi tiết. Đấy, lốp 20.5/5, 17.5/5, 23.5/5. Còn em chi tiết là như này, lốp ra thì chúng em miễn phí vận chuyển nhé cho tất cả quý hàng tại các bến xe, bến cảng, khu vực nội thành Hà Nội. Cho nên quý hàng mà có nhu cầu đầu tư thì xin phép là cứ liên hệ trực tiếp với em và công ty. Xin chúc toàn thể quý hàng một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn. Xin cảm ơn.